Hello, xin chào tất cả các bác đã trở lại với Ankin Audio. Ngày hôm nay hàng lên đường thì chủ đạo nó vẫn là loa MU-F các bác nhé. Và đương nhiên đây những cái đôi loa này thì đương nhiên đã bác khách đã cọc hết rồi. Có những bác đã cọc hết rồi các bác nhé. Và bên em riêng loa MU-F thì bên em có bán kiểu là gì ạ? Về các bác tự vệ sinh thì giá nó rất là rẻ. Và bán là bên em vệ sinh tút tát rồi, hoặc là chuyển màu sơn. Chuyển màu sơn, ví dụ như các bác không thích màu trắng nữa, các bác chuyển sang màu đen thì bên em vẫn hỗ trợ. Nhưng mà các bác phải thêm tiền các bác nhé. Đấy, nói trước cho tất cả các bác. Và tại sao tất cả những cái video về loa MU-F em không báo giá trực tiếp cho tất cả các bác, mà các bác liên hệ, các bác gọi thì được giá cực kỳ là tốt. Còn trên thị trường thì đương nhiên nếu mà báo giá, phải nói thẳng thừng luôn anh em là trên thị trường họ đang bán với giá là 5.500.000 đồng. Nhưng mà đến với Ankin bên em muốn số lượng khá là lớn nên muốn bán nhanh, nên là các bác cứ gọi cho bên em cái số điện thoại. Trước tiên là các bác tham khảo đi ạ, nó là bát 25 với cái model là HK10. Đấy. Thì trước khi các bác tham khảo, sau đó là bác gọi cho Ankin, chắc chắn các bác sẽ chốt được luôn. Đấy, tất cả loa. Và đương nhiên là loa này có cọc các bác nhá. Chứ nhiều bác lại mua hàng là anh không cọc thì nói thẳng anh em luôn, đỡ phải gọi là em sẽ không cọc, em không ship. Và đây là những cái chiếc loa mà sơn lại màu đen cho các bác này, rất là đẹp luôn, sơn lại màu đen. Và nói thực sự màu đen này quá đẹp luôn. Vì là sơn đen nó sẽ rất là khó hơn sơn cái màu trắng ngả vàng, nên là sơn đen là có phụ phí thêm nhá, tầm thêm 100.000 nữa thôi là các bác được sang cái màu đen tuyệt vời luôn. Đấy, từ một cái màu ngả kiểu bẩn này đấy. Đấy, nguyên bản của nó, vì khi sử dụng thì nó có cái màu thời gian mà. Đấy, nếu mà bên em sơn lại thì sẽ sơn màu trắng hơi ngả vàng một chút. Đấy, nên rất là đẹp rồi. Hôm qua em đã quay một cái video rồi các bác nhá. Còn bác nào mà thích màu đen nữa thì đây, màu đen quá đẹp luôn. Đương nhiên là hàng bên em sẽ bao zin tất cả cho tất cả các bác rồi. Đấy, hôm nay là hàng đi, chưa tính những cái đôi mà đi xe nữa anh em nhé. Đấy, đây là bát tép của nó này. Đấy, bát sử dụng cho mình là xương đa chấu, găng đúc, rất là đẹp, côn 65. Con này đã chơi độc lập cực kỳ hay luôn. Và chép của nó đây nhé. Đấy, bên em phải tháo ra kiểm tra rất là kỹ càng xem là đã làm lại hay chưa, zin hay không, thì bên em mới bán cho tất cả các bác được. Nên là các bác mua hàng là cực kỳ yên tâm. Còn với bên em thì có những cái kênh, ví dụ chắc chắn là sẽ có những cái hàng thanh lý. Đấy, nên là các bác muốn mua hàng thanh lý để theo dõi nha. Đây các bác nhìn này. Đấy, cổ keo đang còn nguyên zin, nguyên đét luôn. Con này sản xuất 2013 mà đến hiện tại các bác nhìn cái bát em vừa tháo ra chưa vệ sinh, nó đã quá là đẹp rồi. Những cái hàng bãi thương hiệu của Đức thì nó rất là chất lượng. Nó mang đến cho anh em cái độ tin tưởng rất là cao và cái độ bền rất lớn. Từ 2013 đến hiện tại là 10 năm. 10 năm thì vị trí là cái công suất hoạt động của nó sẽ tới tầm 6 năm đi. Tầm một nửa, tầm 6 năm. Mà đến bây giờ nó đang quá là đẹp luôn các bác, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, các bác đang một chốt loa thì chốt nhanh nhá. Mỗi ngày em đi vài cặp các bác thấy chưa? 30 đôi mà hiện tại là rất là nhon. Cứ ngày đi vài cặp, 5-6 cặp các bác nhá. Và bác nào ở khu vực miền Bắc ấy, miền Bắc thì em có hỗ trợ là ship xe. Ship xe về bến, ví dụ như Hải Phòng hoặc là Hà Nội, Giáp Bát gì đấy. Các bác nào gần hoặc là muốn ship xe hoặc là đón được xe ấy, thì các bác có thể là đặt xe thì sẽ nhận được trong ngày. Nhưng bù lại là khi ship xe là các bác không được kiểm tra hàng, đúng không ạ? Các bác chỉ đến là nhận hàng thôi. Còn ship bưu điện họ sẽ mang đến tận nhà cho các bác thử nữa. Đấy, có hai phương án như vậy, các bác thích phương án nào cũng được. Ok các bác nhá, xin chào và cảm ơn tất cả các bác đã tin tưởng.